Hello, xin chào mọi người. Trời ơi, hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip tiếp về cái phần thứ hai của thí luyện vương giả nhá. Hôm qua thì mình có đến cái phần ải 45 rồi thì phải. Bây giờ mình sẽ làm tiếp này cái ải lần tiếp theo nha các bạn ơi. Rồi. Nếu mà ai sẽ bấm đăng ký kênh ấy, thì vui lòng cho mình xin một subscribe nhá. Ok, hôm nay có siêu giảm giá à? Ok. Nào, mình sẽ đi tiếp ải thí luyện vương giả nào. Hôm qua chọn Tuấn Úc rồi này, chọn Tuấn Úc xài lói mắt. Ok, làm cái bảng ra đây nhá. Mọi người xem với chỉ việc copy cái bảng của mình mà đi theo thôi. Đâu rồi, đây rồi. Hôm qua chọn Tuấn Úc xài, thử chọn Quách Gia nào. Quách Gia thì sợ mọi người đi hơi khó. 30 triệu liền. Thái Văn Cơ đi. Rồi. 45 này là Thái Văn Cơ nhé mọi người. Không phải. Thực ra mình qua vẫn qua được thôi nhưng mà chọn lại cho mọi người đi dễ. 46 là Trương Phi nhé mọi người. 46 là Trương Phi, lực chiến 26 triệu liền. Khá nhiều. Bảy là Lưu Bị. 47 này, Lưu Bị này. Chiu chiu chiu. bốn tám cho con gì đây, đưa bố đi. Trời, bốn tám là điêu thuyền nha mọi người. 48 điêu thuyền nè. Bốn chín ra cát lượng. Ở đây thì mình chưa dùng những cái phần hỗ trợ như là tăng sức tấn công hoặc đóng băng làm mù đối phương chẳng hạn. Thì mọi người nếu mà không có được ấy, thì dùng vào túi đạo cụ kia. Dùng những cái túi đấy để mà qua màn nhé. Đây, phần túi đạo cụ của mình thì có rất nhiều nhưng mình không cần dùng. Okay. 50. 50 con vũ. 34 triệu. Ui. Mà cho đánh cả ngày. Mã Lượng 51. Không phải Chu Du à? 51 là bàng thống nha mọi người ơi. 51 bàng thống à. Năm hai Lưu Bị 46 triệu. Ui. Năm ba Cam Ninh chăng? Rồi, ok, năm ba Cam Ninh. Năm ba là Cam Ninh. Ui dồi, ba con máy cầu đá. Ui dồi, choáng liên tục. Ok, qua màn rồi. Năm tư là Trúc Dung nhá mọi người. Sẽ ghi ở đây. Mình sẽ để cái phần này bên dưới phần mô tả của video nhá. Thì mọi người chỉ việc nhìn đấy là mình làm theo thôi. Rất là dễ. 55. 55 đến ải ra. 55 là Cao Thuận mọi người nhá. Năm sáu là Tiểu Kiều.
sáu là Tiểu Kiều. Năm bảy đi Tôn Kiên đi, bởi vì sao? Giờ mà chọn ấy thì cũng sẽ là chọn vào cái tầm khoảng 70 triệu, nhưng mà đây lực chiến có 37 triệu thôi thì mình sẽ chọn con Tôn Kiên này đi cho dễ hơn này. Bây giờ chọn con khác kiểu gì có lực chiến cũng cao hơn. Đây có 37 triệu. Lực bố cộng 14 á. Lực bố lên 15 nên là lên được chân, à lên được kim. Bên này đội hình tổng hợp phết nhỉ. Văn Xú. Có phải chơi cờ đâu mà chọn mấy con này. 58 58 mã tắc, 58 mã tắc nữa các bạn ơi. Mã tắc ok. 59 59 lữ bố. Ui ủa đây nhỉ? Các bạn xem chưa? 74 triệu này. Nếu mà anh em mà đi thì cũng sẽ vất vả khó đấy. 59 74 triệu. 59 lữ bố nhá. Năm chín sáu mươi đại từ đây 60 Trần Đăng bây giờ các bạn xem 76 triệu này, một lần lên 2 triệu liền ít đâu. 60 Trần Đăng nè. Thêm chữ nè cho đẹp. Chọc phát là đóng băng luôn. À đâu, hòn đá luôn. Con mua cát của mình cũng trâu rồi đấy. Không này, sao bây giờ 61 Khương Duy đẹp trai chăng? Rồi, ok, 61 Khương Duy. 61 Khương Duy. Ui à, gì mà hòn đá khiếp thế. Đấy, chết mất 3 mạng rồi. 62 62 mạnh mạnh hoạch 80 triệu rồi đấy các bạn ạ. 62 mạnh hoạch. Đến đây chắc là mình phải dùng item hỗ trợ. Đây dùng cái này ba cái khóa kỹ năng này. Yes. 80 triệu rồi. Mình có 84 triệu. Phải ăn gian được một lượt nữa. À cũng vẫn qua được thôi. Hóa đá luôn nè. Trời ơi. Đây. Chơi hot là khổ đấy. Không có hiệu ứng kháng. Chơi đỏ tầm lữ bố thì có miễn choáng hóa đá rồi. Xem là đam to không. 19 triệu. Vẫn qua được. Ui 10 hiệp. Các bạn thấy chưa? 10 hiệp mới qua được cái ải này. 80 triệu rồi đấy. 63. 63 chọn gì đây? Hoa đà phát minh ra gì tạo phúc cho bệnh nhân. Chắc là châm cứu rồi. Không phải. Sai lầm rồi. 63 Trần Đăng nha các bạn ơi. 63 Trần Đăng chết rồi, không biết là có qua được không đây. Nó ngang lực chiến của mình. Mọi người cùng xem luôn nhá. Đấy, quên không dùng cái item hỗ trợ rồi. Qua được, qua được, qua được. Ui giời, lại hóa đá. Con này nhiều hiệu ứng thế nhỉ. Rồi. Khóa mà đi em ơi, khóa tiếp vào đi. Tả từ khóa hai lượt mà. Ui. May quá được hồi máu tí. Qua được rồi. 4 hiệp thôi. 63. Mình điền 63 thôi nhỉ. Rồi, 64. 64 này là
Đại Kiều. 64 Đại Kiều. Phải dùng item mới được. Mù nè. Giảm 10% tấn công này, giảm 10% HP này. 10% sát thương này. Quất. Ừ. Né được cả độc. À vẫn qua được. Thấy Vu Cát đam được nhiều nên là mình biết rồi. Vẫn qua được. Đam chính mà không được nửa cây máu là toang. Ui dồi. Chặt như gạch. Tực tực với con tà từ đi. Giờ ok qua được rồi. 64 nha các bạn ơi. 65 là ra cát lượng. 65 là 65 ra cát lượng nha. Hình như mình vẫn còn cái item này phải. Thêm 10% miễn sát thương đi. Xem Vu Cát đam nào. Khả năng vẫn được, khả năng vẫn qua được ải này. 6 hiệp. 66. 66. 66 là mã lương nhé các bạn. Mã lương. Tăng HP này, 10% tấn công nè. Hóa đá nè, đóng băng nè. Đấy. Chơi ăn gian đến 87 triệu, hơn mình 3 triệu đấy. Ok. Ui. Mấy con máy bắn đá này khủng thật đấy. Nó cứ tức 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 như này. Ui sợ. Ui dồi, khả năng không qua được ai này rồi, chết rồi. Cứ choáng liên tục rồi. Không cắt không ở đây, không cắt đam rồi chết mới được. Chết rồi, không qua được ai này rồi. Giờ các bạn ơi, 66. 66 sợ không qua được đây. Ui. Đấy, nó không choáng thì còn được. Trần Đăng mình búp hình như lên đến 1 triệu máu rồi. Con thần thú cũng búp nữa mà. Không vượt lên được. Rồi, qua được, qua được, qua được, qua được. Ôi giời ơi. Đây, các bạn nhìn đi, 8 hiệp. 8 hiệp mới qua được. 67 nhá. 67 là quan Vũ. Con Vũ mà lực chiến 88 triệu. Ôi giời ơi, chết tôi. Toàn bộ Phoenix đóng băng à? Ba kẻ địch ngẫu nhiên choáng, một kẻ địch ngẫu nhiên choáng một hiệp. Ba kẻ địch đóng băng. Hàng ngang phải ta sát thương. Dùng rồi đi. 20% sát thương. Quất. Choáng. Rồi, cũng qua được, qua được, qua được. 88 triệu. Xem nào, trời ơi. Tà từ thế mà để ở phía dưới khóa các thứ. Qua được, qua được. 6 hiệp qua được rồi, nhanh rồi. 68. 68 tiểu kiều nha mọi người. 68 tiểu kiều. À đâu, à đúng rồi, tiểu kiều, nhầm nhầm.
Bên nhạc to thế nhỉ? Sao tám tiểu kia này? Chắc là quên chưa dùng cái à đây. Nhưng vẫn còn công cụ hỗ trợ. Không đi được 1 phần 3 cây máu, chết rồi. Ui rồi mày vẫn qua. sáu chín là anh ở đây điêu thuyền xinh gái giang. Ui ồ 69 điêu thuyền. Tăng 15% tấn công. Ba kẻ địch ngẫu nhiên choáng một hiệp. Phải có choáng nếu được. Ui, né kìa. Ui, tăng 15% tấn công rồi đấy mà đam không nổi lại né kinh dị. Khóa tiếp, khóa được không? Rồi, ok, khóa được rồi. Ui, khả năng mày dừng ở 69 rồi. Nộ hai lần không chết. Căng. Đam chính nộ hai lần không chết thì nguy hiểm. Nộ tiếp nữa đi em. Rồi, một con đi rồi. Có thêm vô cát được, có thêm ít máu. Khóa tiếp. Ô, Trần Đăng đi mất rồi. Ôi giời, qua 9 lượt qua. Rồi 70 ra các lượng. Ôi giời lại cắn thuốc tiếp thôi. Không cắn thuốc thì không được. Đóng băng đi. Choáng này. Tăng sát thương này. Tăng HP này. Rồi, qua được, qua được, qua được. Mình nhìn thấy khả năng qua được. Chúng ta sẽ tiếp ải 71 nhá. 71 viên thiệu đi. Ui, không phải viên thiệu à. Cao Thuận. Cao Thuận, Cao Thuận. 71 Cao Thuận nhé các bạn. Bảy hai Trương Giác. Từ từ. 72 là Trường Giác này. Choáng đi. Choáng choáng nhiều. Ui, được quá. Được có một tí máu. Chứ giờ đám chính mà như này thì vẫn mồm. Hụt hít chết rồi. Ui, hai lần nộ mới được có một 1/3 cái. Ui, khóa trị liệu như thế toàn 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 chết rồi. Dừng lại ở 72 đó. Ồ, được nhiều quà phết này các bạn. Lên 7, lên 72 này. Trương Giác 50% sát thương, 10% sát thương, HP miễn sát thương, 10% tấn công, quất lên toàn bộ phần địch, đóng băng đi. Có vẻ như đủ để chiến đấu đấy. Đây, toàn bộ phần địch đóng băng luôn. Khiếp nhờ. Búp sát thương như thế mà đều có mỗi một tí, có mỗi một 1/3 cây máu à. Ui
Ok, mình xin dừng video ở đây vậy, không đi tiếp được rồi, đến hài 72 thôi các bạn nhé. Đến hài 72 thôi. Chịu. Không đi tiếp được rồi. Mình đứng thứ mấy? Liên server đứng 72. Hạng server đứng thứ 7. Hạng server đến được thứ 7 thôi. Lên server 73. Mình sẽ nhận được bao nhiêu đây? 16.000. Lên server đứng thứ 73 này. Cần thật, không biết tiếp đâu rồi. Ok, mình xin kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào chưa subscribe thì cho mình xin một subscribe để tiếp tục ủng hộ kênh cho giúp mình nhá. Mình sẽ để cái phần bảng thí luyện vương giả ở bên dưới thì các bạn chỉ nhìn vào đấy thôi, bạn điền vào thôi nhá. Ok, xin chào các bạn. Có ai nói chuyện là ra gì không?